mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục mình chia sẻ là cái thang chữ A thông minh. Thì ở phần 1 mình đã chia sẻ rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục là phần 2, là mình sẽ ghép cái thang này hoàn thiện rồi mình sẽ chia sẻ chi tiết về cái thang cho cô chú anh chị và các bạn xem luôn nha. Rồi, mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem tiếp mình chế cái thang ship thông minh nha.
Rồi thì mình đã làm hoàn thiện cái thang ship chữ A thông minh ngăn cô chú anh chị và các bạn. Thì mình đã làm rồi sơn xong. Thì mình hàn mấy cái này nên mình cũng ít quay lại cho cô chú anh chị và các bạn xem được. Thì để mình nói chi tiết về luôn cái thang này luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Thì thang này á thì mình làm thang chia tiếp trung minh là bên đó nó có cái chân độ bẹt ra và cái bên đây thì không có bẹt ra nha cô chú anh chị và các bạn, nó giữ nguyên luôn. Kích thước là nó ở trên bao nhiêu thì ấy bao nhiêu. Thì mình dùng sắt hộp đó là 25 vuông là 1,4 ly, còn bên đây á là sắt 20 vuông là cũng 1,4 ly luôn nha các bạn. Là cái thanh bên đây thì mở bên đây này là 5 bậc thang, 5 cái nấc thang nha. Còn bên cái chữ A bên đây thì mình dùng là sắt vuông 3 cũng 1,4 ly luôn là vuông 30 nha. Những cái nấc thang như vậy cũng là vuông 20 1,4 ly. Đó, giờ ở đây là một cái móc. Đó, thì cũng 5 bậc luôn nha, 5 nấc thang luôn nha cô chú. Rồi ở trên này mình có kết cấu là một cái rãnh nè. Một cái rãnh này từ mình lấy một cái miếng tròn 90 người ta có cắt người ta bán sẵn á, thì mình sẽ chia làm hai và móc có cái rãnh theo cái thanh đứng của cây thang đó, đứng cây thang. Ở đây mình có hàng một miếng bát là V3 để cho nó cố định cái ngàm này ngang cô chú anh chị, nó không bị giạt nha. Đó, ở đây cũng vậy luôn. Chiều dài cái thang này là 2 m. Mỗi cái thang chữ A một bên là 2 m. Đó. Thì cái thang này thông minh như thế nào thì mình cũng mời cô chú anh chị và các bạn xem mình gắp vô rồi mình sẽ cho các bạn xem là cái thang thông minh như thế nào nha. Thì cái đàn chỉ ra thông minh này thì nó có khác với những cái kia một chút nha cô chú anh chị và các bạn. Thì để mình dựng lên.
đã lắp xong nè, cô chú anh chị các bạn xem nha. Đó. Đó. Thấy thang nè, xếp dưới ra. Thì ở đây mình dùng một cây vuông 14 nha cô chú. Mình có các con ngàm thêm con ốc ở đây. Và ở đây mình có một cái khóa cố định nha. Khi mình mà xếp lên thì mình dặn cái này ra. Đó. Đây mình có vào một cái lỗ nè. Đây có lỗ luôn. Thì mình để xuống. Đó. Xuống rồi mình dặn con ốc này vô nha. Thì mình dùng con ốc này là 6 ly thôi. Đó. Là không bao giờ mà tụt lên được. Thì cũng có nhiều bạn nói là cái người ta sợ cái móc này, nhiều khi nó lên nó bị nhảy cái móc này ra là cái thang nó sẽ ấy nha. Còn giờ là nó sẽ cố định như vậy. Đó. Đó. Rồi. Đây thang chữ A nha. Mình đây là mình thang xếp chữ A rồi nè. Rồi, thì bây giờ đấy mình trèo lên cho cô chú anh chị xem. Và cái thằng này nó có cứng hay là không nha. Thì mình chia sẻ thì mình sẽ chia sẻ hết nha. Đây là nhiều khi có bạn vô thắc mắc mình không không biết. Cái thang này thì cái ông này là để mình lấy thước mình đo. Thì cái chiều ngang này thì những cái nhiều khi bạn mấy bạn không mình nói trong này thì biết mấy bạn có theo dõi xem cái kênh của mình hay là không, xem video mình hay không, nhưng mà vô bình luận mình cứ hỏi kích thước thì mình lúc nào mình cũng có nói cái vụ kích thước này hết. Nhưng những con số anh em vô hỏi là kích thước chiều cao loại sắt gì thì mình sớm mình cũng có nói chi tiết về cái thang á, về cái sắt gì và chiều cao. Đây thì này là 30 33 nè. Còn là 30 cái như mình làm, nếu mình làm nó là chẳng 34 35 cũng được nha. Nè. Đây. Đó. Thì đây là 34 33 đi. Còn chiều cao. Đây. Ồ, này xà lấy không hết luôn chứ chị. Đi lên được. Đây chiều cao này. Đó, chiều cao là 2 mét nè. Chiều cao nó là 2 mét nha. Đây, đem vào bờ bên kia luôn. Cô chú anh chị và các bạn xem cũng thông cảm nha, không phải là mình để mình câu giờ gì để mình đo chi tiết cho nó kỹ, để cho nhiều khi những các bạn hỏi mình thì bình luận bên dưới thì mình cũng chân thành cảm ơn nha. Thì nên mình cũng phải chi tiết đầy đủ cho anh em mới có làm cái thang này. Thì ở đầu trên này thì ở đầu trên này thì cũng là 33, nhưng mà cái đầu dưới này cái đầu bẹt ra nó khác nha. Cái đầu bẹt ở dưới ra 60.000 cô chú anh chị và các bạn. Đó, đầu bẹt ở dưới là 60. Thì mỗi nấc thang như vậy, mỗi nấc thang như vậy là 38. Đó, mình đo từ trên là tính là 38. Đó, thì theo các bạn muốn làm bao nhiêu cũng được.
38, 40, 4 mấy cũng được, hoặc 35 cũng được. Đó, thì ở đây, ở trên này mình có nhấn lại nha cô chú. Đây, cho đi thằng thông minh, thì để một lát nữa mình cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Rồi, bây giờ để mình cái thằng thông minh này như thế nào, để mình lấy ra. Cho mình à, thì nó cái lỗ này cái thì cái lỗ này là để mình dặn cái con ốc này ra được cố định này. Thì cái thang thông minh này á, thì mình nói là cái thang thông minh, nhưng cái thang này là nó hai trong một nha, nó vừa làm một thang chữ A được, vừa làm một thang đứng được. Đó. Thang đứng được khi mình đã cố định vô thì nổi một thang là nó rất là đều với nhau luôn nha cô chú anh chị các bạn. Thì có con ốc mình khóa ngang là không bao giờ chạy lên chạy xuống và rất là cố định. Thì để mình chắc chắn hay là không thì mình cũng mời cô chú để mình đem ra ngoài rồi mình bắt lên, rồi mình sẽ đeo lên cho cô chú coi thử nha. Đây, để bây giờ mình sẽ trèo lên nha. Đó, thì cái thang này mình vẫn bắt đầu xéo cũng hơi nhiều nha, chứ không có ngắn nha cô chú. Đây đó, bắt thoải mái luôn, xéo thoải mái luôn nha. Đó, rất là tiện lợi nha cô chú anh chị và các bạn khi mình sử dụng cái thang này. À, thì rất là ok nha. Những cái máy nè, đó đây mình có lỗ, lỗ là mình để dặn cái ốc này qua thì nó sẽ cố định cái thang mình lại là không chạy lên chạy xuống và lúc lắc luôn nha. Tại vì mình làm cái thang chữ A mà thông minh như vậy thì 2 in 1 á, thì mình dùng cái này là phải là 30 vuông hoặc là 30 vuông, thì cái cây trên này 25. Rồi, để mình gáp lại rồi mình sẽ giải thích thêm một phần nữa cho cô chú anh chị xem để thôi có những thắc mắc. Rút ra cũng rất là nhẹ nhàng nha cô chú.
Thì cô chú thấy mình thao tác như thế nào? Thì nếu mà hãy xem video mình thấy có hay, hữu ích, nhớ đăng ký và ủng hộ chị cho mình một like nha cô chú, anh chị và các bạn luôn. Thì ở trên đầu này để mình nói rõ luôn cho những anh em muốn có làm luôn nha. Nãy dưới mình quên nói cho cô các bạn xem. Thì để mình đeo lên. Thì ở đây nè, ở trong này á, là mình có hàng làm hai con tán, một con tán chạy gân và một con tán. Ở đây là mình không chạy gân nha, mình sẽ khoan ra là 8 ly luôn. Thì mình dùng cái con ắc này là 8 ly. Cái chốt này ngang này á, là mình dặn là 8 ly nha. Thì bên đây là con tán 8 ly để mình chạy ra gân vào đây. Thì khi mình dặn ra thì nó vừa sập mí này thì nó cũng còn gân để dướng lại, con ốc này không bao giờ chạy ra luôn nha. Để khi mình đưa vô cái rãnh này, đó, vô rãnh này chạy xuống dưới đây thì nó sẽ khóa chốt bên kia. Bên đây cũng thế luôn nha. Thì những anh em nào mà có làm được thì chạy được cái gân này bằng một cái ống luôn á, cái ống ống từ đây qua đây luôn thì càng càng tốt nha cô chú anh chị. Thì tại đây mình không có, mình chỉ làm vậy thôi. Nó cũng là chắc chắn rồi nè. Cô chú anh chị nhìn cái thang rất là thẳng luôn nha. Ở trên nè, ở chỗ này mình đã bạc ra để lấy cố định chỗ này nó thẳng để mình đúc cái thang cho cái khúc cho trên xuống mới được nha. Thì giống như cô chú anh chị giờ các bạn mà sợ cái cây này 25 này nó yếu, mình muốn bằng cái này thì mình sẽ lấy một đoạn từ ngay chân chỗ cái nấc thang chỗ này, mình sẽ cắt ngang đây, mình sẽ nối một cái khúc này vô, mình sẽ thọt vô trong ống này, ống 33 vuông nè. Thì mình sử dụng ở đây 3 vuông vẫn được, mình đã gắp một khúc mình nối vô. Cố định xong rồi thì mình cũng làm hình thức giống như vậy, thì mình sẽ đúc vô được trong thang cái mép bên kia nha. Rồi thì video mình đây cũng dài, mình cũng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái video của mình. Hẹn cả nhà trong những clip có sáng chế gì hay, mình sẽ review lại cho cô chú anh chị và các bạn xem. Rồi, ok, bye bye.